Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 17 tháng 8, em lại lên cho các bác có ba chiếc quạt, thì trong đó có một cặp đôi là hàng đấu giá của em, trong đó có một chiếc la lắp lật và một chiếc Toshiba. Chiếc Toshiba, chiếc tô này là hàng siêu VIP, từ là như sải cánh rêu cho đến thân thủ là cực đẹp luôn. Thì là đến với cửa hàng em này có rất nhiều sản phẩm khác nhau, thì em sẽ sơ qua một lượt để cho các bác xem và lựa chọn cho mình. Trước tiên đi vào sản phẩm của em thì em có những chiếc lò cơm điện cùng những chiếc bếp từ, bếp ga, hàng Z-Line và hàng Paloma, cũng như những chiếc lò cơm điện cùng những chiếc lọc khí bù ẩm này. Thì là bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì nhấc máy liên hệ với em. Thì trong cái thời Covid này thì đương nhiên là hàng hóa thì là về cũng chỉ là số lượng giọt giọt, nên là cũng không lên được nhiều để cho các bác lựa chọn, và cũng chỉ chọn những chiếc nào đẹp và tinh tú nhất thì là giới thiệu với các bác thôi. Thì bác nào quan tâm đến dòng phẩm nào thì cứ nhấc máy liên hệ với em. Bây giờ trước tiên em sẽ đi vào chi tiết từng dòng sản phẩm một và báo giá cụ thể cho các bác để các bác xem và lựa chọn cho mình. Giới thiệu với các bác, đây là chiếc la lắp lật sải cánh là 30 mà chiều cao là 90 phân. Và chiếc này là đế vân gỗ các bác nhé. Đế vân gỗ. Em lật lên cho các bác xem. Đây là chiếc này là chiếc la vương lắp lật. Sải cánh là 30. Chiều cao là 90. Bây giờ các bác xem này, riêng nhé về thân thủ đây, các bác nhìn này, gần như là mới kính quang luôn nhé. Đây về cái về số má này, em này là 5 số đấy, 5 số, 4 tốc độ gió khác nhau, và nói chung là về màu sắc của phím này, cực đẹp luôn, cũng như là đồng hồ hẹn giờ và một tung năng cáp. Thì là các bác biết rồi về thân thủ này, thân này bao zin các bác toàn bộ từ chân cho lên đến toàn bộ, gọi là đến đỉnh chóp luôn, bao zin các bác toàn bộ luôn, thân cột nghiễm chê luôn, không tì vết, không xất xước, kể cả là lốc là sáng choang luôn nhé. Thân cột lồng mè này, riêng về lồng mặt trước là lồng mạ mười đẹp, là lên đến khoảng 90%, 90 hoặc trên 90%, lồng là cực đẹp luôn nhé các bác nhé, lồng đẹp luôn, long lanh luôn, kể cả là cánh sải cánh lễ diều chúp bên trong mới két luôn nhé các bác nhé. Đấy, cánh cực đẹp luôn, nhìn xanh biếc mà xuyên suốt luôn, màu cánh cũng đẹp luôn. Đấy, bao zin cho các bác toàn bộ, lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng si, zin toàn bộ đẹp mỹ mãn luôn, từ thân bầu sạch tinh luôn. Đấy, đẹp. Riêng về em này thì là có một ưu điểm là độ đẹp và độ sắc nét của nó là đẹp, gần như không tì vết, nhưng mà thực tế là nó lỗi nút thu dây thôi, nhưng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của nó, lỗi mỗi cái nút thu dây là bị lỗi, còn đâu này các bác nhìn không ảnh hưởng gì đến chất lượng và kể cả là thân thủ. Bác nào yêu thích thì là cứ liên hệ với em sẽ test video gửi ảnh trung thực nhất cho các bác xem và lựa chọn cho mình. Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé, chức năng hoạt động bình thường, nhưng đẹp nhất là lồng này, cánh này, chúp cánh này và mặt số này, gần như zin đét luôn, gần như đẹp mỹ mãn luôn, không có tì vết luôn, kể cả nước sơn. Riêng này là duy nhất là lỗi mỗi thu dây.
nhưng mà nó độ đẹp của nó là lên đến 90%, trên 90%. Riêng em La Vương Lắp Lật này, đấy, cửa hàng em đang bán ra với giá là 7 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì là nhấc máy liên hệ với em. Em này mong mã sản phẩm là 733 và có giá là 7 triệu đồng. Bác nào yêu thích dòng hàng VIP này thì liên hệ với em. Giờ em sang tiếp theo các bác, đây là chiếc la xoáy chân bánh chưng zin toàn bộ các nhé, bao zin các bác toàn bộ từ chân cho lên cả dây dợ là zin hết, zin toàn bộ luôn cả chúp xoáy mới leng keng luôn. Em la xoáy các bác nhìn lồng mè là cực đẹp luôn, chúp xoáy đẹp long lanh luôn, xoay gương luôn, tất cả thân thủ lồng mè này. Em này toàn thân găng sắt các bác nhé, số răng ngựa bầu bầu sắt, lồng mè đẹp luôn, bầu sắt mà trông này, sáng này. Sơn là sơn zin không có xà ba tốt áp. Riêng cái dòng sản phẩm của em là toàn hàng đẹp thôi, hàng tuyển là gần như là zin 100%, không có động hề đến xà ba tốt áp các bác nhé. Chiếc la xoáy chân bánh chưng này, cửa hàng em đang bán ra với giá là 5.500.000 đồng. Chiếc này mang mã là 734, bán giá yêu thương chứ không bán, không bán như là một số bác bán giá nó khác với cửa hàng em đấy, toàn bộ là rất là ok anh nhé. Bây giờ em sang tiếp theo các bác, đây là chiếc Toshiba, chiếc này là số 9 áp các bác nhìn. Em cho các bác xem chi tiết độ đẹp nó. Chiếc này còn đẹp hơn cả những chiếc có thùng xốp các bác nhé, mới kính cong luôn, mới gọi là kính cong luôn. Chiếc này là hàng đấu giá của em, độ mới của nó đến 98-99%, 98-99%, số 9 áp này, êm như là du luôn, nhẹ tênh luôn. Túp lăng điện. Đồng hồ hẹn giờ và cũng là những dòng sản phẩm này thì các bác biết rồi, cũng là túp lăng này. Rất là ok. Lúc nhấn lên xuống tay quay là thu dây các bác nhé. Đẹp này. Độ mới là người. mới không có tì vết luôn, mới cứng cựa luôn. Em đã nói là riêng về dòng sản phẩm của em đã lên là gần như là chỉ có hàng đẹp thôi, hàng siêu VIP thôi. Các bác nhìn đẹp mỹ mãn luôn, mới không tì vết luôn, mới cứng cựa luôn. Các bác nhìn cả thân lồng này, bầu nhá, cỏ nhá, màu sắc là tương đồng và giống nhau mỹ mãn luôn. Cánh là cánh rêu, dòng cánh hiếm luôn, hiếm đẹp luôn, bầu mới cứng cựa luôn. Các bác xem mới từ cái dây điện nhé, dây điện mới cứng luôn nhé, dây cáp này, cổ này, y lốc còn sáng choang luôn, thân bầu lồng mới không tì vết luôn. Em cho các bác xem luôn những cái dòng sản phẩm mà nó mới mà nó đẹp, mà độ mới độ đẹp như này gần như trên thị trường gần như không có luôn, không có luôn các bác nhé.
gần như không có luôn. Mới kính quang cánh trong suốt luôn, nhìn trước xiên đằng sau luôn, chúp độ mới là lên đến 98-99% ngon nhé, mới hơn cả những chiếc ở trong tủ xốp luôn. Mới coi các bác nhìn cổ với chiếc tô này đa chức năng, các bác nhìn số 1 2 3 4 này, số số trên app và rất nhiều chức năng, nó hàng VIP luôn. Trước này là mang mã sản phẩm là 735 và cửa hàng em đang bán ra với giá là 7.700.000 đồng. Bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm mới đến 98-99% này thì nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846, Zalo của em là 0975 067846. Em sẽ test video gửi ảnh trung thực nhất đến với các bác để các bác lựa chọn cho mình. Hẹn các bác ở clip sau.